Chào bạn, trong video này thì mình sẽ cùng các bạn đến với quyển Cô gái nơi xứ ngoài tập 3 này. Bìa thì lấy tông màu tím. Ở hai tập trước là lấy tông màu xám. Ở tập 3 này thì các bạn cũng vẫn sẽ được tặng một cái cạc bằng nhựa như hai tập trước. Và cái cạc này thì nó vẫn cong như thế. Đây, cái cạc ở hai tập trước đây, mình đã kẹp trong truyện suốt từ cái lúc mua đến giờ, suốt lúc mình đọc xong. Và mình vẫn nhét trong truyện. Là bây giờ lấy ra cái cạc nó vẫn cong như thế này. Chán đời thật. Cái bộ này chả hiểu sao cái cạc nó cong vãi. Này, chán chưa? Đã kẹp trong chuyện đã bẻ lại rồi nhưng mà nó không hết cong được. Rất bực mình. Và tập 3 này thì các bạn sẽ được tặng thêm đây. Một cái này, cái CKC sao ấy, bằng bìa, khá là dày. Nhưng mình thấy có một điều là cái phần mặt sau này dán nó hơi ẩm. Đây này, dán nó không hết được cái mép này, lệch này. Đấy, dán lệch, nhìn trông rất ẩu, nhìn cái là thấy luôn. Đấy, nhìn trông khá là... Đợt này là cái quà này là IPM làm hơi bị ẩu đấy. Mọi lần là quà làm rất là chỉn chu mà cái này làm ẩu quá. Thì ba cái cạc này thì các bạn sẽ nhét vào cái hộp đựng cạc ở cái tập 1. Cạc vẫn cong, rất khó chịu. Shiva đã bị bác đưa về xứ trong theo lệnh của nhà vua. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng thầy của cô bé đánh bất lực trước sự ngăn cản của đám lính canh và nhìn họ đưa cô bé đi. Những kẻ xứ ngoài khác quyết định cùng chung sức giúp đưa Shiva quay trở lại xứ ngoài. Mặc dù đã về xứ trong, nhưng cô bé cùng bác của mình không được sống trong thành mà bị đẩy ra sống ở một ngôi làng rìa phía đông. Những người trong làng đã từng tiếp xúc với cô bé đều bị hóa thành kẻ xứ ngoài với hình hài kỳ dị. Trong cơn hoảng loạn, cô bé đã bỏ chạy và thật may mắn khi gặp lại thầy của mình, cô bé đã được đưa trở lại nơi xứ ngoài. Những sự thật về thân phận thật sự của Shiva dần dần được hé lộ.